2022. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Alpha 365. Đây là một chiếc Ranger XLS màu xanh, xanh đen. Đây là màu xanh đen, một cái màu rất hiếm của dòng Ranger XLS. Thì xe này khách hàng đã làm một số cái phụ kiện liên quan tới lốp thùng và nắp, thì sử dụng là nắp kéo. Đây là một trong những chiếc rất là hiếm nha các bạn, tại vì rất là hiếm cái màu này. Đây là cái màu thường chúng ta phải đặt trước cả tháng mới có xe. Thì đây là một trong những vị khách như vậy. Để lấy được cái mẫu 2021 này thì phải đặt trước cả tháng để có một cái chiếc màu xanh như thế này. Tại vì 10 xe về thì chỉ có được một chiếc là màu xanh đen thôi các bạn. Xanh này là của 2021. Đây là mẫu 2021 và xanh đen của giữa 2020. Rất là đẹp nha, bốn số rất là đẹp luôn. Về phần nội thất thì các bạn cứ coi các video khác của anh để xem nội thất. Còn đây là chúng ta phần ngoại thất rất là đẹp. Ok, một vòng quanh xe vậy thôi. Cảm ơn các bạn. Cần em tin thì xe Ford Galo 1 15 Ford 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. ที่สุดของการใช้ชีวิตไม่ได้วัดที่ความยากของอุปสรรคหรือการไปถึงจุดหมายที่ท้าทายอยู่ที่คุณเลือกลงมือทำเพื่อสิ่งที่มีความหมายสำหรับคุณและมุ่งมั่นที่จะไปต่อบนทางที่คุณสร้างเอง New Ford Ranger สร้างเส้นทางในแบบคุณ Live the Ranger LifeFord พร้อมให้ทุกสายตาได้พิสูจน์ดีกรีความเร้าใจแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตกับการเปิดตัว Ford Thailand Racing Truck ลงสนามแข่ง Thailand Super Pickup พร้อมสนับสนุน Ford Mustang GT บนสนาม Trans-Asia V8 ภายใต้การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่2020 Motorsport in Thailandพร้อมส่ง Ford Ranger Raptor และ Ford Mustang ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในสนามDNA. มาสัมผัสความแรงและเร้าใจกับ Ford ในเวทีมอเตอร์สปอร์ตด้วยสายตาคุณเอง